Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài buổi học cuối cùng trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, bộ sách Cánh Diều. Trước khi đọc hiểu văn bản, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Về tác giả Alphonse Daudet, ông sinh năm 1840, mất năm 1897, là một nhà văn Pháp. Ông bắt đầu viết từ năm 14 tuổi, sau này thì gặt hái được nhiều thành công và được đông đảo bạn đọc yêu mến. Về tác phẩm Buổi học cuối cùng, truyện viết về buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp ở một trường làng thuộc vùng Alsace. Trả lời câu hỏi trong phần chuẩn bị. Đọc trước truyện Buổi học cuối cùng, tìm hiểu thêm thông tin về nhà văn Alphonse Daudet. Để trả lời câu hỏi số 1 này, em hãy tham khảo ở sách báo và trên Internet để tìm hiểu thông tin về nhà văn. Cô gợi ý. Thứ nhất là về tiểu sử, thì Alphonse Daudet sinh năm 1840, mất năm 1897, là một nhà văn Pháp. Ông bắt đầu viết từ năm 14 tuổi, sau này thì gặt hái được nhiều thành công và được đông đảo bạn đọc yêu mến. Thứ hai là về sự nghiệp văn học của Alphonse Daudet. Ông là tác giả của nhiều tập truyện ngắn nổi tiếng như Một Thời Niên Thiếu, Những Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu của Tartarin ở Tarascon. Ông đạt đến danh vọng trong làng văn chương Pháp qua giải thưởng văn chương Pháp với quyển Romon, Cháu Trẻ và Cụ Riller năm 1874. Tiếp đến là bố cục của văn bản. Phần 1 từ đầu cho đến vắng mặt con là quang cảnh trên đường đến trường và cảnh ở trường trước buổi học qua sự quan sát của Frank. Phần 2, từ tiếp đó cho đến nhớ mãi buổi học cuối cùng này là diễn biến buổi học cuối cùng và tâm trạng của mọi người. Phần 3 là phần còn lại, cảnh kết thúc buổi học cuối cùng. Trả lời câu hỏi trong phần đọc hiểu, câu số 1. Từ sự khác thường của bối cảnh buổi học, hãy dự đoán về sự kiện xảy ra. Em hãy đọc về bối cảnh buổi học rồi dự đoán về sự kiện xảy ra nhé. Cô gợi ý, từ sự khác thường của buổi học thì em dự đoán buổi học này không phải là buổi học bình thường như mọi khi. Nó có sự bất thường xảy ra, bởi vì đây là buổi học cuối cùng. Câu hỏi số 2. Tại sao thầy Hamel lại nói con bị trừng phạt, thế là đủ rồi? Em hãy đọc kỹ văn bản và giải thích câu nói của thầy Hamel. Cô gợi ý, thầy Hamel nói rằng con bị trừng phạt thế là đủ rồi, bởi vì với một đứa trẻ không biết đọc, biết viết và không được học tiếng mẹ đẻ của chính mình chính là sự trừng phạt quá lớn, đúng không nào? Câu hỏi số 3. Em có suy nghĩ gì về những dòng chữ in đậm này? Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa trốn lao tù. Em hãy đọc kỹ phần in đậm và nêu lên suy nghĩ của mình ở đây. Chúng ta thấy câu nói của thầy Hamel đã nêu bật giá trị thiêng liêng và sức mạnh to lớn của tiếng nói dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Tiếng nói của dân tộc thì được hình thành và vun đắp bằng sự sáng tạo của bao thế hệ qua hàng ngàn năm, là thứ tài sản vô cùng quý báu của mỗi dân tộc. Vì vậy, phải biết yêu quý, giữ gìn và học tập để nắm vững tiếng nói của dân tộc mình, nhất là khi đất nước rơi vào vòng nô lệ. Bởi tiếng nói không chỉ là tài sản quý báu của dân tộc, mà nó còn là phương tiện quan trọng để đấu tranh, giành lại độc lập, tự do. Câu hỏi số 4. Cậu bé Frank băn khoăn điều gì về những con chim bồ câu trên mái nhà trường? Em hãy đọc câu văn và liên tưởng về sự đàn áp của phát xít Đức để trả lời câu hỏi số 4 này. Chúng ta thấy, băn khoăn của cậu bé Frank về những con chim bồ câu trên mái đó là liệu người ta có bắt cả chúng nó cũng phải hót bằng tiếng Đức không nhỉ? Gợi liên tưởng về một sự độc tài, đàn áp vô lý của phát xít Đức khi bắt người Pháp phải nói tiếng Đức ở đây. Trả lời câu hỏi phần cuối bài. Câu hỏi số 1. Em hiểu thế nào về nhan đề buổi học cuối cùng? Người kể lại câu chuyện là ai? Hãy chỉ ra tác dụng của ngôi kẻ này. Em hãy đọc nhan đề dựa vào thông tin bối cảnh của câu chuyện đã nêu trong mục chuẩn bị. Hãy chú ý đến lời kể của nhân vật để trả lời. Các em có thể tham khảo câu trả lời như sau. Nhan đề buổi học cuối cùng, đó là thời kỳ sau cuộc chiến tranh Pháp Phổ, nước Pháp thua trận, phải cắt hai vùng Alsace và Lorraine cho Phổ. Các trường học ở hai vùng này, theo lệnh của chính quyền Phổ, không được tiếp tục dạy tiếng Pháp. Chính vì vậy, tác giả đặt tên truyện là buổi học cuối cùng. Người kể chuyện ở đây là nhân vật Frank, một học sinh trong lớp của thầy Hamel. Đoạn trích sử dụng ngôi kẻ thứ nhất,
có tác dụng giúp cho Frank vừa kể vừa bộc lộ được những thái độ, suy nghĩ, cảm xúc của mình về quang cảnh ngoài đường, trong trường và những sự việc xảy ra trong lớp học, góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm. Tư tưởng ấy đã được thể hiện trực tiếp qua lời của thầy Hammond, nhưng nó trở nên thấm thía và gần gũi qua diễn biến nhận thức và tâm trạng của Frank, đúng không nào? Câu 2. Đặc điểm tính cách nhân vật thầy Hammond được nhà văn khắc họa từ những phương diện nào? Hãy nêu ra một số biểu hiện cụ thể trong văn bản. Em hãy đọc thật kỹ đoạn trích và chú ý những chi tiết về thầy Hammond. Các em có thể tham khảo câu trả lời như sau. Đặc điểm tính cách nhân vật thầy Hammond thì được nhà văn khắc họa từ những phương diện như là trang phục. Thầy có chiếc mũ lụa đen thêu, áo rơ đanh gót màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn. Những thứ trang phục chỉ dùng trong những buổi lễ trang trọng. Qua cách ăn vận trang trọng như vậy, thầy Hammond cho thấy ý nghĩa hệ trọng của buổi học cuối cùng, đúng không nào? Thứ hai là thái độ đối với học sinh. Lời lẽ của thầy dịu dàng, nhắc nhở nhưng không trách mắng Frank khi cậu đến muộn và cả khi cậu không thuộc bài. Nhiệt tình và kiên nhẫn giảng bài như muốn truyền hết mọi hiểu biết của mình cho học sinh trong buổi học cuối cùng. Điều tâm niệm tha thiết nhất mà thầy Hammond muốn nói với học sinh và mọi người trong vùng An Giác đó là hãy yêu quý và giữ gìn, trau dồi cho mình tiếng nói vì đó là một biểu hiện của tình yêu nước. Hình ảnh thầy Hammond ở những giây phút cuối cùng của buổi học, nỗi đau đớn và xúc động trong lòng thầy đã lên tới cực điểm khiến người tái nhợt. Thầy nghẹn ngào không nói được hết câu, nhưng thầy đã dồn hết sức mạnh để viết lên bảng dòng chữ thật to, nước Pháp muôn năm. Tiếp tục với câu hỏi số 3. Phân tích một số chi tiết cụ thể, suy nghĩ, cách nhìn nhận về thầy Hammond và thái độ đối với việc học tiếng Pháp để làm rõ diễn biến tâm trạng của nhân vật tôi trong buổi học cuối cùng. Em hãy đọc kỹ văn bản và tìm dẫn chứng để thể hiện tâm trạng của nhân vật tôi. Chúng ta thấy, trước buổi học thì cậu bé định trốn học vì đã trễ giờ và sợ thầy hỏi bài khó mà chưa thuộc. Nhưng cuối cùng thì cậu đã cưỡng lại được ý định ấy và vội vã chạy đến trường. Do đó, cậu bé đến lớp hơi muộn và ngạc nhiên khi thấy lớp học có vẻ khác thường. Sau đấy thì Frank choáng váng khi nghe thầy Hammond nói đây là buổi học cuối cùng. Frank nghe tin mà rụng rời, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, rồi chuyển dần sang tái nhợt vì choáng váng. Đôi mắt đen láy ngây thơ không còn hiện lên vẻ tinh nghịch, mà thay vào đó là một nỗi mất mát, một nỗi sợ mơ hồ. Đôi bàn tay nhỏ bé run run lấy sách từ trong cặp để lên bàn, lật dở từng trang thật nhẹ nhàng. Ánh mắt của Frank dõi theo thầy Hammond như thể sợ thầy có thể biến mất. Lúc được gọi lên đọc bài, Frank lúng túng và đung đưa người trên chiếc ghế dài, lòng rầu rĩ, không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ. Cậu quan sát lớp học, những khuôn mặt, hành động và sự nhẫn nại của thầy Hammond để khắc sâu hồi ức về buổi học này trước khi bị ép học tiếng Đức. Suốt cả buổi học, Frank chăm chú nghe thầy giảng như nuốt lấy từng lời cho đến khi tiếng chuông cầu nguyện buổi trưa vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc. Sau đấy thì Frank tiếc nuối và ân hận vì bấy lâu nay đã bỏ phí thời gian, đã trốn học đi chơi và ngay sáng nay cậu cũng phải đấu tranh mãi mới quyết định đến trường. Frank đã nghe và hiểu được những lời nhắc nhở tha thiết nhất của thầy Hammond, nhận thức và tâm trạng của cậu đã có những biến đổi sâu sắc. Frank đã hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của việc học tiếng Pháp và tha thiết muốn được học tập, nhưng đã không còn cơ hội được tiếp tục học tiếng Pháp ở trường nữa rồi. Tiếp theo là câu hỏi số 4. Hãy đọc phần 5 của văn bản buổi học cuối cùng, liệt kê các chi tiết miêu tả thầy Hammond về hành động, ngôn ngữ và ngoại hình. Các chi tiết này đã giúp tác giả khắc họa được tâm trạng gì của thầy Hammond? Em hãy đọc thật kỹ văn bản và bám sát vào các chi tiết để trả lời câu hỏi số 4 này. Chúng ta thấy trong phần 5 thì có nhiều chi tiết miêu tả đặc sắc, đó là thầy Hammond người tái nhợt, nghẹn ngào không nói được hết câu. Cầm một hòn phấn và dằn mạnh hết sức, thầy cố viết thật to, nước Pháp muôn năm, và đầu thì dựa vào tường, chẳng nói, chỉ giơ tay ra hiệu. Đây là những chi tiết rất cảm động về thầy Hammond ở những giây phút cuối cùng của buổi học. Tiếng đồng hồ nhà thờ điểm 12 giờ và tiếng kèn của bọn lính phổ đi tập về vang lên ngoài cửa sổ như báo hiệu giờ phút kết thúc của buổi học, cũng là giờ phút chấm dứt việc dạy và học bằng tiếng Pháp ở cả vùng. Ở vào thời điểm ấy, nỗi đau đớn, sự xúc động trong lòng thầy Hammond đã lên tới cực điểm và bộc lộ ra trong những cử chỉ, hành động khác thường. Nhưng chính vào giây phút ấy, cậu học trò Frank chưa bao giờ cảm thấy thầy lớn lao đến thế. Hành động ấy của thầy như muốn khẳng định
nước Pháp không thể sụp đổ, tiếng Pháp không thể mất đi. Hành động ấy là sự thể hiện một cách sâu sắc nhất, thiêng liêng nhất tình yêu tổ quốc thiết tha và sâu lắng của thầy Hamen, đúng không nào? Tóm lại thì những thay đổi của thầy Hamen trong buổi học cuối cùng đã khẳng định một điều chắc chắn: thầy là người yêu nghề dạy học, yêu tiếng mẹ đẻ và là người yêu nước sâu sắc. Vẻ đẹp của thầy thì còn được thể hiện ra qua cặp mắt nhìn khâm phục và biết ơn của chú học trò Frank bằng những lời kể chân thành và xúc động về buổi học cuối cùng không thể nào quên các em ạ. Câu hỏi số 5, câu chuyện đã gợi lên trong em những suy nghĩ và tình cảm như thế nào? Em rút ra được bài học gì cho bản thân sau khi học xong chuyện? Hãy nêu ý kiến cá nhân của em trong câu hỏi này. Cô gợi ý, buổi học cuối cùng thì là một câu chuyện tự nhiên, chân thực và cảm động, chứa đựng những ý nghĩa thật sâu xa. Có thể coi chuyện ngắn này là bài ca về lòng yêu nước không chỉ của dân tộc Pháp, mà còn là thông điệp chung của các dân tộc trên toàn thế giới. Thông qua chuyện thì tác giả khẳng định rằng muốn giữ vững được chủ quyền độc lập tự do của đất nước, trước hết mỗi người dân phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản tinh thần vô giá mà tổ tiên, ông cha ta đã để lại. Đó là ngôn ngữ, là tiếng nói thiêng liêng của dân tộc từ bao đời. Câu hỏi số 6. Trong chuyện buổi học cuối cùng, em thích nhất nhân vật hoặc chi tiết, hình ảnh nào? Hãy viết một đoạn văn từ 6 đến 8 dòng giải thích lý do vì sao em thích. Hãy đọc tác phẩm và chọn ra nhân vật hoặc chi tiết, hình ảnh mà em thích nhất để trả lời câu 6 này. Cụ thể, trong chuyện buổi học cuối cùng, em thích nhất nhân vật thầy Hamen. Thầy chuẩn bị bài học rất chu đáo, giáo án được viết bằng thứ mực đắt tiền. Những dòng chữ nghiêng nghiêng, rõ ràng, nắn nót, kẻ tiêu đề cẩn thận, nổi bật trên nền giấy trắng tinh. Thầy giảng bài bằng giọng nói dịu dàng, lời nhắc nhở của thầy cũng hết sức nhã nhặn. Trong suốt buổi học, người không giận dữ quát mắng học sinh một lời nào. Ngay cả với cậu bé đến muộn Frank, thầy cũng chỉ nhẹ nhàng mời vào lớp. Tất cả học sinh trong lớp đều thấy rằng chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng bài như vậy. Những chi tiết này khẳng định một điều chắc chắn: thầy là người yêu nghề dạy học, yêu tiếng mẹ đẻ và là một người yêu nước sâu sắc. Cuối cùng là phần tổng kết bài học. Thứ nhất là về giá trị nội dung. Thì qua câu chuyện buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp ở vùng Anzac bị quân phổ chiếm đóng và hình ảnh cảm động của thầy Hamen, chuyện đã thể hiện lòng yêu nước trong một biểu hiện cụ thể là tình yêu tiếng nói của dân tộc và nêu lên chân lý. Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững được tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa trốn lao tù. Về giá trị nghệ thuật, miêu tả nhân vật qua ngoại hình, cử chỉ, lời nói và tâm trạng. Ngôi kẻ thứ nhất làm cho câu chuyện trở nên sinh động, chân thực và hấp dẫn hơn. Ngoài ra, ngôn ngữ tự nhiên với giọng kể chân thành, xúc động đã gây được nhiều ấn tượng và cảm xúc trong lòng người đọc, đúng không nào? Như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn các em soạn bài buổi học cuối cùng trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 1 bộ sách Cánh Diều. Ngoài ra, các em cũng có thể lên trang lời giải 2.com để xem thêm lời giải của những bài khác. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại trong những bài giảng lần sau.